Trời ơi, chưa bao giờ trời mưa to một cách dã man như này vào ngày 30 Tết cả mọi người ơi. Nghe nói là mưa như này để chuyển lạnh, ngày mai sẽ rất lạnh. Và mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4 như đấy cũng sẽ rất rất lạnh. Mong là tạnh mưa sớm để ngày hôm nay mọi người được xem pháo hoa. Tuyệt vời quá mọi người ơi, đẹp quá mọi người ơi. Chúc mừng năm mới tất cả mọi người. Xin chúc mọi người một năm mới thật sự tuyệt vời. Tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất sẽ gửi đến mọi người. Đẹp quá. Đây chính là pháo bông của khu nhà mình đấy. Độc quyền từ khu nhà mình. Và chỉ bán cho khu nhà mình thôi đó. Các bạn thấy đẹp không? Wow!